Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp cùng phường Long Hưng và trường Trung học phổ thông Thới Long quận Ô Môn tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy trong môi trường học đường. 150 học sinh của trường Trung học phổ thông Thế Long được nghe báo cáo viên của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phổ biến những nội dung về công tác phòng chống tệ nạn ma túy, những quy định của pháp luật liên quan đến việc xử phạt đối với hành vi mua bán, tàn trữ trái phép chất ma túy. Cách nhận biết một số loại ma túy thường gặp, nguyên nhân dấu hiệu nhận biết về người nghiện ma túy, tác hại của ma túy đối với sức khỏe tinh thần nhân cách của con người bên cạnh đó ban tổ chức còn tổ chức chương trình đố vui có thưởng nội dung xoay quanh tác hại của ma túy thuốc lá điện tử một số loại ma túy mới xuất hiện trên thị trường hiện nay